Xin chào các bạn, hôm nay công ty Cucu chúng tôi sẽ giới thiệu sản phẩm Yato 7311. Là sản phẩm này là kiểm tra thiết bị đánh lửa của xe máy. Thì trong cái bộ này thì nó gồm có một cây súng. Đây là súng, thường thường là đèn, đây là súng là đèn. Và đây là một cái đường dây dẫn để kẹp vào bình ắc quy. Và đây là kiểm tra điện từ trường để kẹp vào trong khi cái xích lửa Fuji của mình. Thì cái dây dẫn này mình sẽ kẹp vào trong theo trình tự cho những anh em mới vào nghề và thấy những cái sản phẩm này là chưa biết cách dùng. Thì ở đây mình sẽ làm một cái hướng dẫn toàn bộ cụ thể để kiểm tra xe máy hoạt động thời điểm đánh lửa của phần động cơ máy này nó sẽ chạy như thế nào và tại sao nó bị thấy rõ những cái từng nét rõ chữ nét của mình chứ gì cho trong khi đó là những cái đèn pin hoặc thông thường thì mình có thể thấy nhưng mình soi lên không thấy, chỉ có thiết bị thì mới kiểm tra được cái ký hiệu ở trên cái đánh lửa của mình. Đây mình sẽ gắn vào đây. Thì cái quy trình thì nó rất đơn giản, thì mình sẽ kiểm tra lại ở điểm này và đây. Đây là cái xe máy của công ty, thì mình đã mở ra một cái sơ bộ. Đây là phần dây dẫn của buji nè. Các bạn thấy không? Dây dẫn của buji. Đấy, mình sẽ cắm vào đây. Thiết bị này mình sẽ cập vào đây. Các bạn thấy không? Còn hai đầu này, cực âm và cực dương, mình sẽ kẹp vào đây. Thì trước tiên mình sẽ kiểm tra lại mình có vào điện hay không. Mình sẽ ấn vào đây, mình bóp còn đèn sáng, đây là đang vào điện. Rồi bắt đầu mình sẽ kiểm tra thiết bị cái điểm đánh lửa của mình. Mình sẽ dặn một con ốc này. Ký hiệu trên cái máy của người ta có đánh rõ không? Đây cái dấu gạch ngang thẳng đứng là điểm tâm của đánh lửa của nó, rất là nhỏ. Có thể là camera có quay không rõ nhưng mà mắt thường thì mình sẽ nhìn sát và mình sẽ thấy rõ hơn nhiều. Thì ở quy trình này mới bắt đầu mình sẽ kiểm tra. Thì mình bật công tắc máy, xe máy lên. Thì mình sẽ bật công tắc lên, mình để số mo tại vì mình đang thử máy thì không nên gài số, nếu gài số thì có thể là xe nó chạy. Thì đây là mình sẽ đề ba nè. Các bạn thấy không? Đây là mình sẽ thấy cái đèn nó nháy. Bạn sẽ nhìn vô đây nè. Thì cái đèn nó sẽ báo cái số của mình. Đây. Bạn thấy rất là kỳ diệu ở điểm này. Đó, bạn thấy cái chữ F không? Và cái dấu gạch ngang tương xứng không? Đấy, bạn xem kỹ nha. Dấu gạch ngang tương xứng. Chỉ có cái con mắt này thì mới nhìn ra được, còn nếu không thì bạn nhìn thấy cái bu lăng nó chạy rất là nhanh. Mà không thấy được. Đây cái đèn này sẽ pha vô thì nó sẽ thấy ở điểm chuẩn của mình. Đấy, các bạn thấy ra cái điểm chuẩn của mình không? Đấy. Bây giờ mình sẽ ứng dụng qua một cái đèn tín hiệu, tại sao là cái bóng đèn pin khác, mình sẽ bật bay đèn bóng đèn. Đèn lẻ. Thì mình sẽ gọi vô, mình chả có thấy một cái tín hiệu gì hết. Đấy. Nó không có một cái điểm F là để cái điểm tâm ngay cái điểm dấu gạch ngang của mình đây. Thì là mình không xem được, chỉ có thiết bị này mới kiểm tra được cái chiếc đánh lửa mình có chạy chuẩn hay không. Thì đây là cái cách kiểm tra máy để cái súng của thiết bị này. Và để kiểm tra thiết bị đánh lửa thì các bạn cứ nên nhớ là search lên yato.com.vn thì cái mã số của nó là IT7311.